Nếu như một ngày nào đó gia đình bạn bị giết một cách dã man bởi những bọn cướp, nhưng trong đám đó một đứa giết người lại được ra tù sớm, bạn có báo thù cho việc đó hay chỉ trơ mắt nhìn thằng đó nhẫn nhơ ngoài kia? Công lý báo thù là câu trả lời của người tên Clyde. Câu chuyện bắt đầu với những cảnh xử tử một tù nhân tên Ames. Bằng cách tiêm thuốc độc vào anh ta, biết mình sẽ chết, anh ta chỉ nói vài lời trăn trối cuối cùng và khóc. Thuốc dần ngấm vào người. Thực ra loại thuốc ấy vừa mới chế tạo để giảm đau đớn cho tù nhân kia chết, nhưng nó lại phản tác dụng. Anh ấy điên cuồng co giật, đau đớn gào thét, cuối cùng cũng bị vỡ mạch máu mà chết. Mọi người xung quanh trơ mắt nhìn nhưng cũng hoang mang lo sợ, không biết vì sao loại thuốc đó lại khiến anh ta đau đớn như vậy. Sau chuyện này, cảnh sát đã điều tra, lấy loại thuốc ấy đã bị thay bằng một loại thuốc cực độc. Vấn đề chính là đây, ai là người đã tráo đổi loại thuốc ấy? Ai đã hận tử tù này đến vậy? Chính là Clyde, người đã bị anh ta giết cả vợ con. Darby và Ames, đồng bọn của anh ta, xông vào nhà một người đàn ông. Chính là nhà của Clyde, bọn họ dùng gậy đánh đập Clyde và giết chết vợ con anh ấy. Sau đó nhóm cướp bị bắt, nhưng một người luật sư đã giao dịch với Darby để đổ tội lên Ames và giảm nhẹ mức tù cho mình, quyết định đổ tội cho người còn lại để anh ta nhận thay. Thẩm phán cũng dựa vào chứng cứ mà luật sư đưa ra, phán Ames bị tử hình. Luật sư giúp Darby giảm mức tù chỉ còn 10 năm. Ames thì bị đồng bọn bán đứng và nhận mức án cao nhất. Mọi thứ đều chứng tỏ cho câu nói, nhất quan hệ, nhi tiền tệ thì luôn được ưu đãi. Sau khi tuyên án, Clyde đau khổ, tức giận, nhìn thấy đứa giết chết vợ con mình lại bắt tay, nói chuyện thân mật cùng người trong tòa. Báo chí, phóng viên xung quanh chụp hình bọn họ. Clyde thấy thế, tức giận quay người đi. Luật pháp đã không công bằng thì anh quyết dùng luật của mình. Báo thù cho vợ con là mục tiêu lớn nhất của Clyde. Khi Darby ra tù, anh ta xem tin tức thấy đồng bọn Ames của mình bị tử hình, anh ta khoái chí cười vui sướng. Anh ta đâu biết có người đang chờ anh ta ra tù. Lúc này có điện thoại đến, Darby vừa nghe máy. Có 3 điều cho mày, 1 là ma túy trên bàn, 2 là con điếm trong nhà, 3 là mày vừa mới ra tù. Darby hoảng sợ nhìn ra cửa sổ, cảnh sát đang tới. Anh ta mặc áo khoác bỏ chạy về hướng theo lời chỉ dẫn của người đầu dây bên kia. Darby chạy đến một mảnh đất bỏ hoang, nhanh chóng chạy đến chiếc xe cảnh sát đang đậu ở đó. Bên trong cảnh sát đang ngủ gật. Darby cầm súng dí vào đầu anh ta, làm anh ấy hoảng sợ, mau chóng lái xe đưa Darby chạy trốn. Anh cảnh sát kia dừng xe ở một vùng đất trống. Darby vì mới ra tù nên không thể giết người. Nếu anh ta giết chết tên cảnh sát thì kết quả Darby cũng sẽ giống đồng bọn của mình. Anh ta cầm súng hoảng sợ đe dọa anh cảnh sát kia, lấy điện thoại ra điện lại người đã chỉ dẫn anh. Giọng nói trong điện thoại là từ anh cảnh sát đang đứng trước mặt. Anh ta quay lại tháo tóc giả. Darby cuối cùng cũng nhận ra chính là người đàn ông năm đó bị anh giết vợ và con gái. Anh ta nhanh chóng bóp cò, ai ngờ khẩu súng đó không có đạn, mà tay cầm của súng lại bật ra những mũi kim. Những mũi kim này làm cho Darby tê liệt toàn thân. Clyde tiến đến nói vào tai Darby, loại thuốc này là độc của cá nóc ở biển Caribe, chỉ khiến mày không cử động được, nhưng vẫn có thể cảm nhận mọi thứ. Clyde trùm túi đen lên đầu Darby, anh ta đưa Darby đến một cái phòng cũ. Anh trói chặt kẻ giết vợ con anh, trên bàn được bày sẵn các loại dao. Như ở trong một phòng phẫu thuật, Clyde cầm một con dao, nói nó sẽ được dùng ở đâu trên cơ thể Darby. Sau đó Clyde tiêm thuốc cho anh ta để đảm bảo anh ta không bị hôn mê, để đảm bảo anh ta phải cảm nhận nỗi đau đớn khi bị dao rạch. Darby vô cùng sợ hãi, tiểu cả ra quần. Vài ngày sau, cảnh sát phát hiện ra xác của Darby thành 25 khúc thịt. Ngay cả cảnh sát lâu năm nhìn thấy hiện trường cũng muốn ói. Họ bắt đầu điều tra về cái xác. Rất nhanh sau đó Clyde đã bị họ sờ gáy. Cảnh sát nhanh chóng đến tìm nhà anh ta. Anh ta không bỏ chạy cũng không tìm cách trốn thoát, chỉ đứng nhìn ra cửa sổ chờ cảnh sát đến. Trực thăng, xe cảnh sát đã bao vây nhà Clyde. Cảnh sát xông vào, thấy Clyde trừng trừng giơ tay đầu hàng. Họ túm cổ anh nhanh gọn, đưa anh ta đi. Người luật sư khi xưa lục soát nhà anh ta tìm thấy một cuốn sách luật có nhiều kiến thức chuyên môn, chỉ có người trong ngành mới hiểu. Người luật sư còn tìm thấy một tờ báo. Khi anh ta và kẻ giết người thật sự bắt tay nhau, luật sư đến nhà tù tìm Clyde. 10 năm trước, Clyde cầu xin luật sư tử hình đứa giết người, nhưng người bị tử hình lại không phải. Luật sư hỏi Clyde có phải anh giết người không? Không ngờ anh ta nhận tội, nhưng lại vô cùng hiểu luật pháp. Anh ta tự bào chữa cho bản thân. Mỗi câu của Clyde khiến luật sư không thể xử tội anh ta, dùng luật để lách tội chỉ vì lỗ hổng của pháp luật. Người luật sư tức giận, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh ta trả lời, không phải 10 năm trước anh đã bàn bạc điều kiện với hung thủ giết vợ con tôi sao? Tôi cũng muốn bàn điều kiện với anh. Tôi muốn vào tù, chuẩn bị cho tôi một chiếc giường mềm mại. Tôi sẽ thật sự nhận tội. Luật sư nói, anh đừng mơ. Nhưng anh ấy không biết lúc này người nhà anh ta nhận được một băng ghi hình. Con gái anh mở ra xem, bên trong là toàn bộ quá trình người đàn ông giết người. Cô bé sợ hãi gọi mẹ, khóc ngay tại chỗ. Nhưng sau khi cảnh sát lấy được cuộn băng, vẫn không thể phán tội cho Clyde, bởi vì người đàn ông đó đeo mặt nạ. Hết cách, người luật sư chỉ đành đồng ý điều kiện của Clyde. Chiếc đệm mềm mại được đưa đến nhà giam, khiến tất cả tội phạm ghen tị mà gào thét. Vài ngày sau trên tòa, luật sư hy vọng thẩm phán không để Clyde ra tù, nhưng anh ta không hề có chứng cứ. Lúc này Clyde đứng dậy, bào chữa cho bản thân, anh ta đọc ra một vụ án có tình huống giống hệt bản thân ngay tại chỗ.
Để chứng minh bản thân vô tội, các luật sư đều ngạc nhiên, thẩm phán chỉ đành đồng ý vì không có chứng cứ định thả anh ta. Nhưng Lai cười nhạo thẩm phán, còn mắng bà: "Tôi rõ ràng có tội, tại sao bà lại thả tôi? Vậy 10 năm trước, bà là người đã giết vợ con tôi sao?" Thì ra bà ta là thẩm phán, đã xử nhẹ tội cho Darby 10 năm trước. Clyde lớn tiếng mắng chửi, cũng bị cảnh sát gần đó lôi đầu anh ta đi. Sau đó luật sư tiếp tục đến tìm Clyde. Những chuyện xảy ra chỉ mình luật sư biết. Anh ấy lại đưa ra điều kiện mới với luật sư: "Tôi muốn một suất bít tết hạng nhất." Anh luật sư cười khinh bỉ: "Ai thèm quan tâm đến anh." Clyde thản nhiên trả lời: "Cậu, tất cả đều nằm trong kế hoạch báo thù công lý của anh ta." Clyde ở trong tù cũng khiến cho bọn cấp cao kia lo sợ. Anh ta nói tiếp: "Bởi vì tôi đã bắt tên luật sư ngu dốt 10 năm trước đã biện hộ cho đứa giết vợ con tôi. Quả nhiên là người luật sư đó đã mất tích 3 ngày rồi." Bọn họ lập tức gọi phục vụ đưa bít tết đến cho Clyde. Mọi người cùng đi đến đưa đồ ăn cho anh ta. Anh thưởng thức món ăn, xung quanh là cảnh sát nhìn anh ta ăn ngon miệng. Họ giờ như là những quản gia của Clyde. Anh ta nói các người mang bít tết trễ 8 phút. Anh luật sư kia gật đầu ngoan ngoãn nhận lỗi. Sau đó ông nói vị trí mình đã nhốt tên luật sư ngu dốt kia. Khi bọn họ gấp rút chạy đến thì phát hiện ra cặp của luật sư, bọn họ đào đất tìm được người. Người này đã chết vào 8 phút trước, tất cả đều được Clyde tính toán một cách hoàn hảo. Anh ta bị bắt mà còn đùa cợt với cảnh sát, với luật pháp. Không ai biết anh ấy nghĩ gì, vì đó chính là báo thù. Anh đã dùng 10 năm của mình cho kế hoạch hoàn hảo như vậy. Clyde ăn xong miếng bít tết, lén cầm lấy xương đâm liên tục vào đầu bạn tù bên cạnh. Anh ta đã bị điên. Người đàn ông bên ngoài nhìn thấy hoảng sợ không nói được gì. Clyde đã bị cách ly một mình một phòng giam. Giờ đây anh ta là tội phạm nguy hiểm đối với luật pháp. Anh ta một mình trong không gian đen nghịch không biết nghĩ gì. Không lâu sau anh luật sư cũng biết được tên tội phạm mà họ bắt. Họ khiếp sợ là cố vấn quân sự của cục tình báo, là một người lính đặc chủng thiên tài, có thể hành động trước khi người khác kịp làm gì. Luật sư lo sợ Clyde có đồng bọn, nhanh chóng đến xin thẩm phán kết án anh ta. Thẩm phán đồng ý. Bà ta vừa ký vào tờ giấy thì nhận được một cuộc điện thoại. Bà ta vừa nghe thì bị bắn xuyên qua đầu. Anh luật sư hoảng sợ. Clyde bị còng sợi xích to ở tay và cổ, nhưng bọn họ vẫn không thể ngăn được bước chân điên cuồng báo thù của anh ta. Với anh ta, người nào có tham gia phán xét trong phiên tòa hôm ấy là người phải chết. Anh luật sư biết được nhanh chóng đi cảnh báo mọi người, nhưng họ không nghe và không tin chuyện đó. Vừa vào xe, cô trợ lý thẩm phán khi đó bị nổ tung. Liên tiếp những cuộc báo thù đến các cấp cao trong tòa án diễn ra. Bọn họ ở nghĩa trang tiễn đưa đồng nghiệp, nhưng cả súng máy không người bắn, nã đạn liên tục giết chặt mấy thành viên của bộ tư pháp. Thị trưởng tuyên bố tiến vào trạng thái khẩn cấp, toàn thành phố đề phòng, tăng cường cảnh sát có trang bị vũ trang, thay phiên nhau kiểm tra. Chỉ để đề phòng một tử tù đã bị giam giữ, mà bọn họ phải đau đầu nhức óc điều tra suốt ngày đêm. Cuối cùng cũng tra ra một bất động sản thuộc về Clyde. Anh luật sư và bạn cậy cửa xông vào, phát hiện ra ở đây có nhiều súng ống, toàn là vũ khí hạng nặng. Bọn họ tiếp tục kiểm tra xung quanh, hóa ra Clyde có thể quan sát mọi ngóc ngách của thành phố bằng camera. Tìm khắp nơi, cuối cùng họ cũng biết được lý do tại sao Clyde lại dễ dàng giết người mà không cần có mặt. Bọn họ càng thêm sợ hãi khi đã đụng đến Clyde. Clyde lại cải trang để vượt ngục. Anh ta đặt sẵn bom ở đó và thản nhiên đi qua trước mặt bọn cảnh sát ngu người kia. Họ chào hỏi anh ta. Một cái vali được đặt ở phòng lãnh đạo, trong đó là quả bom mà Clyde muốn dành tặng cho bọn họ. Quả bom này có thể làm nổ tung cả tòa thị chính, chỉ cần dùng điện thoại là có thể kích nổ. Mọi người đều bó tay. Không lâu sau, Clyde từ đường hầm đã quay lại tù giam. Anh luật sư đã đứng đợi ở đó. Người đàn ông rất ngạc nhiên, rốt cuộc cậu cũng phát hiện ra bí mật của tôi. Anh luật sư khuyên người đàn ông đừng tiếp tục nữa. Clyde cười và tiếp tục nói: "Chúng ta bàn điều kiện cuối cùng đi." Luật sư lắc đầu, anh ta sẽ không bàn điều kiện với tội phạm nữa. Chính Clyde đã dạy anh ta biết thế nào là luật pháp, dùng luật của mình để đánh thức công lý của người khác. Anh ta cuối cùng cũng hiểu được nguyên tắc của sự thật, mục đích của Clyde đã hoàn thành. Anh ta lấy điện thoại ra phát nổ bom, còn đóng cả cửa phòng. Hóa ra quả bom đã sớm chuyển đến phòng giam của anh ta, cái vali bị khóa. Anh ta chỉ biết cười và hiểu ý anh luật sư. Clyde ngồi suy nghĩ về tất cả, lấy ra chiếc vòng tay con gái làm cho mình, trên đó có ghi chữ Daddy. Cuối cùng anh cũng có thể gặp được con gái và vợ mình, thản nhiên đón nhận cái chết. Công lý mặc dù đến muộn nhưng chắc chắn sẽ không biến mất. Chỉ khi dùng luật để ra điều kiện, để giao dịch thì sẽ có thêm những người như Clyde dùng luật để lách luật, trở thành tội phạm để đùa giỡn luật pháp. Vì thế càng nhiều người tuân thủ nguyên tắc đúng đắn thì bước chân của nó sẽ càng vững vàng hơn.